Mai Quốc việc xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài viết Đường lưỡi bò mang tên Thành Long, tác giả Cánh Cò. Câu chuyện của Thành Long, nghệ danh Jackie Chan, bị mạng xã hội Việt Nam lên án và tuyên bố tẩy chay vì ông ta được một tổ chức từ thiện mời làm đại sứ thiện chí nhân dịp tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Lý do tẩy chay một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông vì ông này không hoàn thành vai trò một người cha khi bỏ bê con gái mình là Ngô Trác Lâm từ lúc cô còn tấm bé và lý do thứ hai quan trọng hơn vì Thành Long từng nhiều lần công khai ủng hộ và tuyên truyền cho đường lưỡi bò bất hợp pháp của Trung Quốc. Những câu chữ lên án trên mạng xã hội đã tràn sang các trang báo vốn im hơi, lặng tiếng trước vấn đề Biển Đông. Thành Long đang được người Việt xem như một chiếc lưỡi bò, hay ít ra đang mang trên người chiếc lưỡi của Tập Cận Bình khi vào Việt Nam. Với danh tiếng mà ông ta hiện đang có tác hại của nó, rõ ràng không thể nói là lớn lao, mà phải khẳng định là vô cùng nguy hiểm cho đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải người Việt Nam nào cũng chống đối sự có mặt của ông ta những vô cảm hoặc tệ hại hơn, bao biện cho vai trò của ông trong tư cách đại sứ thiện chí cho tổ chức Operation Smile Việt Nam, phẫu thuật nụ cười Việt Nam, nhân dịp tổ chức này kỷ niệm 30 năm thành lập. Bà Bích Thuận, đại diện tổ chức Operation Smile Việt Nam cho biết, Thành Long không chỉ là đại sứ đồng hành cùng Operation Smile Việt Nam mà nam nghệ sĩ đã hỗ trợ tổ chức Operation Smile toàn cầu trong suốt 23 năm liên tục. Năm 2009, diễn viên Thành Long đã sang Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Operation Smile Việt Nam cùng đoàn binh Mỹ. Phía Operation Smile quan niệm nghệ sĩ Thành Long sang theo sứ mệnh của Operation Smile và không liên quan gì đến chính trị. Với gần 40 năm hoạt động trên toàn thế giới, Operation Smile không tham gia vào bất cứ quan điểm về chính trị và tôn giáo nào Trong câu trả lời này cho thấy mức bằng quan hay đúng hơn sự hiểu biết chính trị của người đại diện cho Opera Smile tại Việt Nam đáng bị xã hội trách cứ bởi họ là người Việt Nam Trả lời báo chí bằng tiếng Việt nhưng hoàn toàn không biết đường lưỡi bò tác hại đến quốc gia dân tộc của họ như thế nào thì thật đáng thương Bà Bích Thuận mạnh miệng tuyên bố rằng với gần 40 năm hoạt động trên toàn thế giới, Operation Smile không tham gia vào bất cứ quan điểm về chính trị và tôn giáo nào. Nhưng bà quên rằng Operation Smile đang hoạt động tại Việt Nam, nơi đang bị Trung Quốc áp đặt và xâm lược bằng đường lưỡi bò. Vì vậy, tổ chức này tuy chỉ làm thiện nguyện, nhưng cũng không thể vượt ra ngoài cái khuôn phép bảo vệ lãnh thổ của đất nước Việt Nam mang con đường lưỡi bò thông qua con người của Thành Long. Bà và tổ chức Operation Smile đã tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược một cách tinh vi, không tiếng súng vào đất nước còn thiếu rất nhiều nụ cười như tiêu chí của OS đặt ra và theo đuổi mang vào Việt Nam vài trăm nụ cười nhưng chỉ cần một thành long thôi sẽ không biết có bao nhiêu tiếng khóc khóc cho đường lưỡi bò đã hiện diện bên trong Việt Nam và khóc cho thói xảo biện của những con người xem chính trị là điều xấu xa hay nguy hiểm cần lãng tránh. Operation Smile là một tổ chức phi chính phủ ra đời ở Việt Nam năm 1989 với mục đích rất cao đẹp là tài trợ thực hiện những ca phẫu thuật, và môi sức, khâu vò miệng, bị hở cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên ở Việt Nam. Điều này không ai phản đối và rất nhiều bài viết, phỏng vấn cùng chia sẻ trong những năm qua của cộng đồng đã phần nào nói lên lòng biết ơn của người Việt. Nhưng mời Thành Long sang Việt Nam trong thời điểm Trung Quốc hết lòng muốn lấn chiếm Biển Đông là quyết định thiếu sáng suốt và tắc trách. Không chỉ người trách nhiệm với opera Smile có tâm lý xem việc hành xử thiện nguyện không liên quan gì đến chính trị, mà trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít tâm lý rất ấu trị này. Trang Facebook của Brian Wu viết rất dài về câu chuyện của Thành Long và tự trung Facebook này đặt câu hỏi. Những người ấy, họ có đến Việt Nam để mà hô hào người Việt mình đi theo Trung Cộng đâu? Họ có đầu độc tư tưởng của người Việt đâu? Họ tới Việt Nam để giúp những đứa trẻ Việt có một tương lai sáng lạng hơn đó chứ. Brian Wu là một người nghiên cứu lịch sử, một nhà hán nôm học như tầm nhìn xem ra không vượt khỏi chiếc cửa sổ của một chung cư, kể cả chung cư tại Mỹ nơi ông đang ở. Câu hỏi ông đặt ra ấu trĩ và buồn cười vì ông cố tình lái câu chuyện sang một góc nhìn khác của những người chống đối sự có mặt của Thành Long tại Việt Nam. Một kẻ công khai ủng hộ quân xâm lược nếu được chào đón tại Việt Nam không phải là một nỗi nhục quốc sĩ, thì nên được gọi là gì? Làm sao Thành Long có khả năng hô hào người Việt theo Trung Cộng được và tư cách của một gã phản bội chính quốc gia mình, Hồng Kông, thì làm sao đầu độc được người khác? Thành Long không tới Việt Nam để giúp cho Việt Nam có một tương lai sáng lạng mà y tới chỉ lấy đi lòng tự trọng của một dân tộc không biết phân biệt phải trái nếu chấp nhận y là một đại sứ thiện lành. Thành Long tới Việt Nam không phải để làm từ thiện mà mục đích là đánh bóng tiên tuổi của ông ta. Vì vậy, không phân biệt được hai hành động này cho rạch rồi là thiếu lương thiện. Brian Wu cũng đặt một câu hỏi. Tại sao một người Hán Giang thì lại không thể làm điều tốt cho Việt Nam? Bạn nhỉ? Hãy đi ngược về thời gian cách đây không lâu về những hành vi được Brian vu gọi là Hán Giang của Thành Long. Theo tổng hợp của nhà báo Mạnh Kim, thì tháng 3 năm 2004, khi nói về cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan, Thành Long gọi đó là trò hề lớn nhất thế giới. Năm 2008, Thành Long mỉa mai và biệt thị những người nhân sự kiện rước đuốc thế vận hội ở Bắc Kinh, phản đối sự đàn áp Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ. Tháng 4 năm 2009, tại diễn đàn Bác Ngao, đương sự lại thể hiện quan điểm chính trị bằng phong cách liếm. Xin lỗi, khi nói Hồng Kông và Đài Loan rất hỗn loạn rằng tôi dần bắt đầu có cảm giác người Trung Quốc chúng tôi cần được kiểm soát. Rằng tôi không biết liệu có tự do hay không, có thì tốt hơn. Quá nhiều tự do để xảy ra họ hỗn loạn. Ba năm sau, tháng 12 năm 12, Thành Long tiếp tục chỉ trích Hồng Kông là thành phố của chống đối. Đề nghị quyền biểu tình phải được hạn chế cùng tháng trong cuộc phỏng vấn Phoenix TV đương sự nói rằng Mỹ mảnh đất mang lại sự giàu có, nổi tiếng và thành công trong hơn một phần hai sự nghiệp điện ảnh mình là quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Năm 2012, Jackie Chan than phiền với báo chí Trung Quốc rằng Hồng Kông đã trở thành một thành phố chống đối và đề xuất cắt giảm tự do ngôn luận tại Hồng Kông. Mọi người thoá mã các nhà lãnh đạo Trung Quốc hay bất cứ thứ gì họ thích chỉ trích và phản đối tất cả mọi thứ. Jackie Chan nói với tờ Southern Weekly phát hành tại Quảng Đông, chính quyền cần quy định những vấn đề mọi người có thể phản đối và những vấn đề không được phép. Câu trả lời cho Brian Wu, một kẻ khi đã phản bội niềm tin của đồng bào mình rồi thì còn làm điều tốt cho đất nước nào được nữa. Mai của việc xin kính chào quý khán thính giả, hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị thân quyến khang an và thịnh vượng.